Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Khai cuộc V-League trên Bóng đá TV và Thể thao TV. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Lê Văn Phú, cầu thủ nhập tịch có thời gian gắn bó lâu nhất với V-League. Nét đẹp xứ Huế qua những cảm xúc của danh trung. Và theo chân các cầu thủ câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội tham dự hoạt động cộng đồng. Kể từ khi Lê Văn Phú thi đấu tại Việt Nam, trải qua 3 câu lạc bộ, trung vệ 36 tuổi này vẫn đang chơi tốt, chạy khỏe và có vai trò quan trọng trong đội hình của Dực Nam Hà Nam Định. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, cầu thủ này có rất nhiều những kỷ niệm với mảnh đất hình chữ S. Nếu nói về một cầu thủ nhập tịch có thâm niên chơi bóng ở V-League thì chắc chắn đó phải là Lê Văn Phú. Trung vệ 36 tuổi này đã gắn bó với bóng đá Việt Nam 15 năm, từng thi đấu cho Khatoko Khánh Hòa, Hải Phòng và hiện đang là trụ cột, là lá chắn thép trước khung thành của Dực Nam Hà Nam Định. Khi hết hạn hợp đồng với Hải Phòng, lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình nên trở về Ghana vì đã chơi bóng ở Việt Nam quá lâu rồi. Nhưng đúng lúc đi thành phố Hồ Chí Minh mua vé để trở về nước, thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã gọi cho tôi và đề nghị tôi về chơi bóng cho câu lạc bộ Dực Nam Hà Nam Định. Và không cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi đã nhận lời ông ấy. Với kinh nghiệm thi đấu V-League dày dặn, cá tính mạnh mẽ, tố chất thủ lĩnh và đặc biệt là một tinh thần luôn thi đấu vì đồng đội, vì tập thể, nên khi cập đến Dực Nam Hà Nam Định, Lê Văn Phú ngay lập tức đã nhận được sự tin cậy của các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng Việt Nam. Khi tới Nam Định, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã bảo tôi, Isifu, cậu có thể làm được và đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tuổi tác. Còn tôi nói với ông ấy, được thôi, tôi sẽ cố gắng. Và thế là chúng tôi bước vào tập luyện. Nhưng bất ngờ lớn nhất có lẽ là ở trận đấu mở màn mùa giải khi gặp câu lạc bộ Sài Gòn. Huấn luyện viên Văn Sĩ đã gọi tôi và ông ấy muốn tôi giữ chức băng đội trưởng. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi nghĩ lúc đó ban huấn luyện muốn tôi hiểu là mọi người đang đặt niềm tin vào tôi. Chỉ thế thôi, nhưng nó khiến trái tim tôi như có thêm một ngọn lửa. Tôi có thêm động lực để cống hiến hơn 100% sức mạnh mà mình đang có cho Nam Định. Ở tuổi 36, Văn Phú là trung vệ rất hiếm hoi ở V-League vẫn duy trì được phong độ ổn định một cách đáng kinh ngạc. Vẫn có thể chơi đủ 90 phút, rất tỉnh táo và chính xác trong những pha ngăn chặn tấn công, vẫn luôn khiến cho các đồng đội nề phục, còn các đối thủ phải e dè mỗi khi đối mặt. Discipline is the most important thing. You have to look yourself. Phương châm sống và làm việc của tôi chính là sự tập trung. Sự tập trung ấy cần bạn phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc, từ giờ thức ăn, ngủ, đến tập luyện, v.v. Điều đó giúp cho bạn có thể chơi bóng lâu hơn. Lúc tôi 28, 29, rồi 30 tuổi, nhiều người bảo tôi sẽ khó có thể chơi bóng được nữa. Nhưng tôi đã chứng minh cho họ thấy là không phải như vậy. Tôi vẫn có thể chơi tốt cho Hải Phòng trong 5 năm liên tiếp. Đó là nhờ tôi đã tuân thủ rất tốt các nguyên tắc của mình. Tôi luôn đặt cho mình các mục tiêu để vươn tới. Tôi không muốn mình bị thụt lùi. Nếu có một ngày thi đấu không tốt, tôi sẽ về phòng, đóng cửa và nghĩ về những gì đã diễn ra trên sân. Mình đã làm không tốt điều gì. Từ đó rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại mình trong các buổi tập để trận sau có thể thi đấu tốt hơn. Với thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, Lê Văn Phú tự tin có thể chơi bóng thêm một vài mùa giải nữa ở V-League. Nhưng trước mắt, mục tiêu của trung vệ sinh năm 1983 là tiếp tục gắn bó và ghi dấu ấn cá nhân cùng Dực Nam Hà Nam Định ở mùa giải 2020 như cách mà anh đã từng làm với đội bóng Khánh Hòa hay Hải Phòng trước đây. Đã là cầu thủ, tôi cũng luôn khát khao mình sẽ là nhà vô địch V-League. Thế nhưng điều đó chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng. Vì thế mà bạn cần phải giữ được sự tập trung vì những mục tiêu chung của đội trước. Còn khi nào có cơ hội để vô địch, thì tôi sẽ cùng với đội bóng nắm bắt lấy nó. Đó là lý do mà dù chơi cho đội bóng nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn toàn tâm, toàn ý với đội bóng của mình.